đâu vậy? Đi lên kia. Cậu bé Quyền dễ thương quá. Ủa, cậu sao vậy? Đâu có gì đâu. Hôm nay chị mặc đồ lạ quá, nhận không ra luôn á. Nè chị kia. Cái con nhỏ này nói chuyện với người lớn mà nè nè hoài vậy. Sao đánh người ta? Anh cũng đâu lại thấy chị gia sư đâu. Mày chạy dạy đời người ta, dạy đời này, dạy. Hai cậu nghỉ tay ăn cái này nha. Mới chiên ngon lắm á. Gì vậy chị? Chú chiên đó. Chú chiên hả? Ê chị ơi, bạn em nó không thích món này đâu. Hả? Nó không thích ăn chú chiên. Nói vậy? Sao biết không thích ăn chú chiên? Ủa, bộ cậu không thích ăn chú chiên hả? Đúng rồi đó chị. Ồn quá, ồn quá, bạn ồn quá. Không có đâu chị, cảm ơn chị nhiều nha. Con thích ăn chú chiên không? Vậy hai cậu ăn đi nha, khi nào xong nói tôi dọn cho. Dạ. Ủa bạn ơi, tôi nhớ ngày xưa bạn nói là bạn không thích ăn chú chiên mà. Bấm, gửi. Đó, vậy thôi, đâu có khó đâu. À, nè, thấy không, qua rồi đó. Ừ. Chị thử đi. À, để tôi thử nha. Cảm ơn cậu nha. Công nhận chị thích nói cảm ơn và xin lỗi quá ha. Dạ, tôi hiểu sơ sơ rồi. Cái gì cũng vậy hết á. Khi mà chị nhắn nhiều thì chị sẽ quen thôi. Ừ. Chị ơi, chị Dục này giùm em đi. Ủa, sách này còn mới mà. Em không xài nữa. Chị giúp em nha. Ừ. Ờ, rồi, xong rồi. Chị vô đi. Tôi xin lỗi cậu nhiều nha. Tại cái cửa phòng của cậu á, không có chỗ gõ cửa. Không sao đâu. Mà chị kiếm em có gì không? À, tôi tự học tiếng Anh nè. Mà nó khó quá à. Tôi hỏi cậu một câu được không? Tiếng Anh hả? Mình sẽ đứng trước các từ bắt đầu bằng những nguyên âm U, E, O, A, I. Đó. Nhưng mà chúng ta sẽ dựa theo cách đọc chứ không phải dựa theo cách viết. Hoặc là một cái cách dễ nhớ hơn là chị có thể ghép hai cái từ nè, U E O I E. Nó giống gì? Nó giống từ uể oải. Đó, mình có thể gọi là uể oải. Hoặc là mình ghép những từ đó thành cha mẹ cô dì chú. Đó. Wow. Không ngờ có cách học hay vậy luôn á. Ừ. Chỉ cần nhớ các từ đầu và nhớ hết các từ còn lại. Chính xác. Một cách này cậu nghĩ ra hả? Học cái tự nhiên nghĩ ra vậy đó. Công nhận cậu thông minh thiệt á. Có gì đâu. Thôi bây giờ mình qua tới cái bài thứ hai nè. Bài thứ hai là bài cách sử dụng động từ to be, am, er. Với mỗi cái chủ từ thì mình sẽ dùng những động từ to be riêng. Đó, ví dụ như chủ từ là he, she, it gì đó, mình sẽ dùng am, er riêng gì đó. Vậy chắc khó nhớ lắm ha. Có cách nào dễ nhớ hơn không? Cách dễ nhớ hả? Có một cách. Nó có một cái bài hát. Cái bài hát là gì nè. When I trust me I can trust you, to find out the really true, I love to be loved by you. Đó, chị làm thử đi. Thôi. Thử đi, đừng ngại. Mình đang học mà ngại gì trời. Đó, thử đi, đưa tay lên vậy nè. Đó, rồi hát. When I trust me I... Trust me, I can. Thôi, tôi không làm đâu. Lần sau làm nha. Rồi, thì lần sau làm cũng được. Hôm nay cảm ơn cậu nhiều nha. Nhờ cậu mà tôi học được nhiều lắm á. Có gì đâu cảm ơn. Nhưng mà chị phải học thuộc nha. Em có thể trả bài bất cứ lúc nào đó. Dạ, em biết rồi. Cảm ơn thầy nhiều nha. Gọi thầy
nghe không có quen gì hết. Thì thầy thiệt chứ bộ. Thôi em xin phép thầy. Thôi đừng gọi thầy nữa. Nghe kỳ cũng chết. Cả nhà cũng mới học về. À, anh ba điểm rử về rồi. Nói gì không hiểu gì luôn á. Nè. Dạ. Đi qua đây. Dạ. Tại sao vậy hả? Tại sao không chịu học hành? Thi được có 3 điểm rưỡi vậy hả? Mẹ nói gì á, con có biết gì đâu. Cái thằng này còn chối nữa. Kìa, đó. Cái bảng điểm nhìn kia kìa. Gì vậy? Gì vậy? Sao mẹ tự ý coi bảng điểm của con? Con còn ăn nói với mẹ như vậy nữa hả? Dù sao con cũng lớn rồi mà. Tại sao mẹ tự ý coi bảng điểm của con như vậy? Mẹ kỳ quá à. Quên. Còn với cái mà. Hôm nay cảm ơn cậu nhiều nha. Nhờ cậu mà tôi học được nhiều lắm á. Có gì đâu cảm ơn. À, nhưng mà chị phải học thuộc nha. Em có thể trả bài bất cứ lúc nào đó. Dạ, em biết rồi. Cảm ơn thầy nhiều nha. Cậu tính đi đâu vậy? Cậu về nhà nha. Kệ em đi. Thôi mà. Cậu về nhà nha. Chắc chị thất vọng với em lắm đúng không? Hả? Một cái thằng làm bài được có 3 điểm rưỡi mà bài đặt đi làm thầy người ta. Không, không đâu. Sự thật nó là như vậy mà. Cái này là không phải là em lấp liếm đâu. Tuy là em học tiếng Anh tệ, nhưng mà không đến nỗi là quá tệ. Chẳng qua là do cái đề bài hôm đó nó quá khó luôn á, cho nên là em mới như vậy á. Ý cậu là không dạy tiếng Anh cho tôi nữa hả? Hả? Thì nhờ cậu dạy mà tôi tiến bộ nhiều đó. Giờ cậu không định dạy tôi nữa hả? Em thì có gì mà để dạy cho chị? Sao nói vậy? Có chứ. Nhiều nữa là đằng khác. Nè. When you touch me, I can touch you. To find you, the dream is true. I love to be loved by you. Cười đây nha. Đó, thấy chưa? Nhờ cậu dạy mà tôi mới học thuộc bài đó đó. Bây giờ không định dạy tôi nữa phải không? Thôi, chạy đi mà. Nha. Nha. Tuy là em không học giỏi. Ê, đồng ý rồi chị... đúng không? Nhưng mà nếu chị muốn thì được. À, cảm ơn thầy nha. Không được kêu mà thầy nữa nha. Đâu sao đâu. Thì nhất tự vi sư, bán tự vi sư mà. Sư không chịu đâu. Đừng gọi thầy nữa, kỳ lắm. À, xin lỗi thầy. Đó. Kìa mà gọi nữa em đi á. Thôi mà à, thôi mình về chung nha thầy. Có hoài luôn. Nói lại đàng hoàng đi. À vậy thôi, mình về nha cậu Nguyên. Đi. À mà qua giờ đi bụi. Người hôi quá à. Không sao đâu, về tôi giặt cho. Đi. Đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.